đã về Quảng Nam mà không ghé qua nơi đây thì thật là một thiếu sót to lớn. Được thành lập vào cuối thế kỷ 16, Hội An từng là một thương cảng vô cùng sầm uất. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi, buôn bán hàng hóa vô cùng đa dạng và tấp nập, nối liền ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, Hội An còn có những công trình kiến trúc đặc sắc trường tồn cùng với thời gian. Đây cũng là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Trải qua nhiều thăng trầm, Hội An vẫn giữ được nét độc đáo của riêng mình, để ngày nay chúng ta còn có cơ hội chiêm ngưỡng. Chính vì những giá trị quý giá như vậy, vào năm 1999, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Và để giúp cho các bạn hiểu thêm khi mà đi tham quan phố cổ Hội An thì chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ với lại bạn Phạm Thị Ninet là hướng dẫn viên ở đây ạ. Dạ chào chị Ninet. Dạ. Đứng chỗ anh Giang đi ạ. Đứng chỗ anh Tuấn đi ạ. Dạ thì em tên là Ninet ạ. Thay mặt cho văn phòng hướng dẫn tham quan thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, rất là hoan nghênh đoàn của chúng ta đã đến tham quan đô thị cổ Hội An, đến với khu di sản này ạ. Em rất là vui khi hôm nay thì được đồng hành và đưa đoàn chúng ta tham quan một vòng khu phố cổ, và đặc biệt trong đó là sẽ ghé thăm một số cái công trình kiến trúc tiêu biểu của đô thị cổ Hội An. Xin mời cả đoàn chúng ta cùng em tham quan và khám phá về đô thị cổ Hội An nhé. Thì bây giờ chúng ta đang di chuyển vào khu vực đô thị cổ Hội An, và cái không gian này còn có một cái tên gọi khác, đấy là không gian văn hóa Việt Nam Nhật Bản nè. Và đây chúng ta nhìn thấy một con thuyền rất là lớn này. Đây chính là mô hình châu Ấn thuyền ạ. Đây là những con thuyền được cắt dấu mộc đỏ của mặt phủ Nhật Bản, cho phép những con thuyền từ Nhật Bản được giao thương buôn bán với một số nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong đó có Hội An này. Và mô hình này đã được chính quyền tỉnh Nagasaki tặng cho thành phố Hội An từ năm 2017 đó. Có thể nói thì cái sợi dây liên kết giữa thành phố Hội An và Nhật Bản nó rất là chặt chẽ. Đặc biệt nhất thì có lẽ chúng ta đã từng nghe qua có một cái cuộc hôn nhân của người Việt Nam với người nước ngoài đó. Đấy là cuộc kết hôn của con gái chủ Nguyễn Quốc Nguyên, chính là công nương nữ Ngọc Hoa, cưới một thương gia người Nhật Bản tên là Araki Sotaro đó. Và hàng năm vào cuối tháng 8 thì thành phố Hội An vẫn thường xuyên tổ chức một cái lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản. Và trong lễ hội này cũng tái hiện lại cái đám cưới này đó. Bây giờ thì cái điểm đầu tiên rồi chúng ta sẽ ghé thăm, đấy là công trình Đình Cẩm Phô ở đây ạ. Đi vào luôn ạ. Dạ, đi vào luôn ạ. Đặc biệt của đình làng Cẩm Phô này thì phía trước có trưng bày hai cái bình hoa và một cái lư hương ở giữa. Đây cũng giống như một cái án ngữ thay một cái bức bình phong bình thường của những công trình tín ngưỡng ạ. Thì đình làng Cẩm Phô có một cái điểm đặc biệt khác về kiến trúc so với những cái đình làng khác, thường là theo kiến trúc hình chữ nhất với lại dãy ngang, và hai dãy nhà đông tây hai bên là nơi hội họp. Thì ở đình làng Cẩm Phô có thêm một cái hương đình ở phía trước này đây ạ. Đây là điểm cho các vị trưởng làng, những vị trưởng bối sẽ chuẩn thì các trang phục, chuẩn bị hành lễ vào bên trong. Công trình đình này chỉ thờ thành hoàng làng và một số vị bảo hộ của làng thôi. Sau này quá trình trùng tu tôn tạo có thờ thêm một số vị tiền hậu hiền ở hai bên đây nữa. Nó vẫn là nơi hội họp mà tiến hành các nghi lễ của làng cũng như là sinh hoạt cộng đồng tín ngưỡng của người dân địa phương ở đây. Miền Trung là đa số là ở miền ven biển miền Trung là chỗ nào cũng có đình cũng có. Dạ đúng rồi. Nó giống như là một cái điểm dựa về tâm linh vậy đó. Dạ. Và trong số hơn 20 cái đình làng của Hội An thì đây được xem là đình làng có tuổi đời lớn nhất đây, xây dựng từ thế kỷ thứ 17 kìa. Wow. Dạ. Ngoài ra thì đình làng này được xem là một cái di chỉ khảo cổ nữa. Vào năm 1994, một số nhà khảo cổ Nhật Bản cùng với lại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An đã tiến hành một cái công cuộc khảo cổ và cũng tìm thấy ở đây rất là nhiều những di chỉ khảo cổ, đặc biệt đó là gốm sứ Trung Hoa và gốm Heizen của Nhật và gốm Việt Nam ở thế kỷ thứ 16-17 đó. Cho nên có thể hình dung được từ những cái chứng cứ này thì chúng ta có thể mường tượng là một cái khung cảnh ngày xưa ở khu vực này đã từng giao thương buôn bán với nhau rất là tập nập đó. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên chùa cầu nhé. Lên chùa cầu luôn à? Dạ. Wow, cầu được thấy nha. Một trong những cái điều gọi là đặc biệt của du lịch Hội An đó chính là ăn uống, đúng không? Có nghĩa là phải có ăn để mình vô mình ăn để khán giả biết thế này ăn cái gì ngon đúng không chị?
Đúng là không? Ẩm thực là một cái điểm đặc trưng khi mà đến bất kỳ vùng đất nào đó. Thấy chưa? Ta gọi là ẩm thực và du lịch. Bây giờ ý là bây giờ nếu như em tới Hội An đi, mà bây giờ để được ăn một quán duy nhất thì chị sẽ muốn em dẫn em tới cái quán nào? Dạ, ăn đặc sản Hội An. Là cao lầu hả chị? Dạ. Hội An cao lầu ở đâu ngon hả chị? Ôi, đấy là một cái món rất là phổ biến, cho nên có thể nói là bất kỳ người dân nào ở đây người ta cũng nấu được cái món ấy hả? Nó có một cái mùi vị dân dã lắm, rất là dễ ăn. Thế nên nói mà một cái quán nào mà thực sự nổi tiếng thì do người ta nhiều người ta tìm đến đấy thôi. Thật ra mùi vị thì cũng không khác gì nhiều lắm ạ. Còn ăn vặt ở phố cổ này thì cái ăn gì nổi tiếng? Rất là nhiều. Ăn vặt ở đây thì có thể là ăn ăn chè hoặc là bánh tráng cuốn thịt nướng. À, thì ở đây cái nước gì mát mát chị ơi. Nước gì mát mát? Đây là nước mót ạ. Nước mót ở đây có không ạ? Mọi đi dưới tới mọi người đi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm điểm tiếp theo, đấy là công trình chùa cầu ạ. Đây cũng là biểu tượng của đô thị cổ Hội An và được xem là công trình cổ kính nhất ở đây. Dạ, cầu được xây từ thế kỷ thứ 17, cái năm xây dựng chính xác thì không có nhưng mà tuổi đời của nó thì khoảng tầm hơn 400 năm tuổi ạ. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy ngay hai đầu cầu có thờ hai cặp tượng đó. Như anh thấy không ạ? Đây chính là thờ một cặp tượng khỉ, đối xứng lại đầu phía đông thì thờ một cặp tượng chó ạ. Thực ra thì không có một cái tài liệu nào ghi chép cái rõ ràng cái lý do vì sao lại đặt như thế. Thì có người dân địa phương ở đây người ta tương truyền đó giống như cách đánh dấu năm xây dựng và năm kết thúc của công trình này á. Xây từ năm Thân qua năm Dậu, kết thúc vào năm Tuất. Bây giờ điểm tiếp theo, thứ nhất là mình chắc chắn sẽ đi băng qua hai bờ sông này. Và đây là cái nơi mà tấp nập gọi là đèn hoa rực rỡ nhất. Dạ. Đúng vậy. Ngay cái không gian phía trước mặt mà chúng ta đây trước đây nó chính là sông Thu Bồn đó. Vâng. Một hồ sông rất là rộng và tàu thuyền các thương gia người nước ngoài đều cập cả để hết. Và sau này thì phù sa bồi đắp dần dần hình thành đến cái bãi bồi đối diện phía bên kia bờ sông. Ở đây là hồi xưa là hương cảng sầm uất của người Hoa, người Nhật. Thì họ tàu thuyền neo đậu. Thì theo truyền thuyết kể lại vẫn có nhiều nhà nghiên cứu về ẩm thực nói rằng là để vừa ăn vừa canh được cái món cái hàng hóa của họ. Và để cho nó an toàn thì họ dùng những cái lầu cao là kiểu kiến trúc Indochina này nè. Thì họ ngồi dự ăn ra và nhìn xuống để quan sát. Cao lầu là ăn trên lầu cao để quan sát những cái điều đó. Rất là hay. Ngoài những cái ngôi nhà, những cái kiến trúc kiểu người Nhật và người Hoa thì còn có đan xen những ngôi nhà kiểu Pháp như thế này nữa đó. Nhà hai tầng, mái vòng cong. Cho nên người ta độc đáo thế giới là tại vì tại sao chỉ có một Hội An mà không có Hội An thứ hai. Yeah. Tại vì đây là một cái nơi thứ nhất. Nó là vị trí không thể nào ở đâu có được, đó là vị trí thương cảng, là nơi giao thoa về hàng hóa và là ẩm thực và kiến trúc. Cho nên là nói Hội An là nơi hội thủy, hội nhân và hội văn hóa. Đúng rồi, thế đó. Của Pháp, của Nhật, của Trung. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm một cái ngôi nhà cổ Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký được công nhận là ngôi nhà cổ đầu tiên được công nhận là di tích cấp quốc gia Hội An á. Rồi, đây, đã đến rồi. Wow, đây Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký, di tích cấp quốc gia nha mọi người. Thì chúng ta có thể thấy đặc trưng đầu tiên mà chúng ta nhận biết một cái ngôi nhà cổ Hội An đấy là phía trước có gắn hai cái cầu tròn này đó. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Mắt cửa. Mắt cửa. Nhìn bánh trung thu. Nhìn cửa. Mắt cửa. Đôi mắt của nhà. À. Người dân Hội An thì quan niệm là vạn vật hữu linh, cái gì cũng có linh hồn của nó. Đặc biệt là nhà mình ở, nó gắn với vận mệnh cuộc đời của con người và gắn với mọi thành viên trong gia đình này đó. Nên đây là có mắt cửa đây. Và cũng như là người dân người ta đi thuyền đi biển cũng đúng sẽ đúng phải vẽ đôi mắt phía trước ạ. Và ngôi nhà của Hội An này cũng như thế. Có thể nói đây là nét riêng có của kiến trúc nhà cổ Hội An. Và tên hiệu Tấn Ký ở đây thì có từ đời cụ tổ của gia đình. Đó là tên hiệu buôn với ý nghĩa là mong muốn gia đình làm ăn phát đạt tấn tới đó. Kiểu hình ống á, nó dài và hẹp ở bên ngang.
Ở nhà ở đây thì không có thể trổ cửa sổ hai bên được. Người ta lấy ánh sáng, không khí điều hòa cho ngôi nhà, chủ yếu là thông qua cái hệ thống giếng trời ở đây hết ạ. Nhà phân chia ra rất là nhiều gian. Đầu tiên mặt tiền sẽ là gian buôn bán, cái gian thờ cúng, phòng khách, giếng trời và khu vực nhà sau. Cái không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình chủ yếu ở trên gác hai và khu vực nhà sau là chính. Còn cả cái không gian này thường thì sẽ nhường cho du khách vào tham quan hàng ngày như thế. Dạ. Em cho hỏi là nhà này là nó nguyên bản luôn không? Nguyên bản luôn ạ. Chưa có một cái lần nào trùng tu lớn, chỉ có trùng tu những cái nhỏ nhỏ cấu kiện trong nhà thôi. Thế thì có nghĩa là những cái gỗ, những cái mắt, những cái giá, những cái đan sen này là tất cả đều là nguyên bản như thế. Không có trùng tu sửa chữa gì cả. Khoảng bao nhiêu năm? Dạ, của nhà này khoảng tầm 200 năm ạ. 200 tính năm. Tính nhà thì con cháu đời thứ 6, 7 thì ở khu vực này ạ. Em ơi, bây giờ vẫn còn con cháu ở đây không? Dạ, ở đây ạ. Vẫn ở đây. Dạ, vẫn ở đây. Có một số chị đại diện gia đình đây. Anh thấy một tấm hình đó thì không biết có phải là... Dạ, đấy là của tổ đời thứ 3 của gia đình đó. À, đời thứ 3 rồi đó. Dạ, đời thứ 4 rồi đó. Đời thứ 4. Đời thứ 5 là cụ ông bà bên kia. Đời thứ nhất, đời thứ 2 chắc cũng không còn lưu giữ được hình. Dạ, đúng rồi, không có hình nữa. Chỉ thờ bài vị ở gian thờ ở đây thôi. Dạ, gian thờ ở đây thường thì sẽ hướng vào trong nhà. Đây cũng là hướng nam, hướng cho ông bà yên nghỉ. Và người ta còn quan niệm để ông bà có thể quan sát thấy con cháu sinh hoạt trong gia đình có hòa thuận hay không, để ông bà phù hộ nhá. Cho nên là có những căn nhà nó rất lâu nhưng mà nó vẫn là nhà cũ chứ không thể là nhà cổ được. Dạ, đúng rồi. Nhà cổ là gì? Nó phải có dấu ấn của lịch sử. Dạ, và một trong những cái bảo vật thứ hai của gia đình đấy là cái cặp đôi liễn phích điểu ở bên kia đó. Dạ, nhìn từ xa chúng ta thấy chỉ là khảm xà cừ, chữ Hán bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà lại gần thì chúng ta sẽ thấy có một nét đặc biệt. Dạ, đấy là người ta khảm xà cừ những hình ảnh con chim đang bay ở trên này đó. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Rất là đẹp. Mỗi bên như thải vậy khoảng tầm 50 con, hai bên là 100 con, cho nên gọi là bách điểu. 100 bách là con chim. Bách điểu là chim đó mọi người. Ý nghĩa của câu đối điển này là miêu tả vẻ đẹp của ánh trăng chiếu rọi vào ngôi nhà. Đây là bách xích thì dương thiên lý vũ, thập phân minh nguyệt nhất lầu thư. Hai câu như thế là hai bên. Có nghĩa? Miêu tả vẻ đẹp của ánh trăng chiếu rọi vào ngôi nhà đó. À, như vậy là chúng ta cũng đi được một vài nơi. Tuy nhiên hôm nay chắc là lịch trình cũng hơi bận rộn một tí. Dạ. Bây giờ mà chắc cũng cảm ơn nó rất là nhiều vì đã hỗ trợ rất là nhiều. Dạ, thì cũng với một khoảng thời gian đồng hành với đoàn chúng ta thì em cũng rất là vui. Cũng một phần nào truyền tải được một số cái thông tin về thành phố Hội An cũng như là rất là tự hào về cái vùng đất này. Rất là cảm ơn đoàn chúng ta ghé thăm đô thị cổ Hội An của chúng em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Hết nha. Cảm ơn chị Hết nhiều. Sướng. Nó không có náo nhiệt như bốn bạn trẻ kia đang lang thang ngoài kia, cơ nhở ngoài kia. Thôi cơ nhở rồi. Tính cách của em thì nó sẽ nói như thế này: chị ơi, em có 40 ngàn cho em hai tô được không? Nhiều khi người nổi tiếng là được discount anh, rồi xong đủ tiền ăn chiếc chè nữa. Trời ơi, chi mà cực quá vậy. Quan trọng là cái độ dày của da mình thôi. Tình thương nữa. Đó. Bé thật là tinh tế, pha ly nước cái màu y chang màu áo luôn. Em đoán nhé, đây là xí mùi chanh đúng không ạ? Cho tôi anh đi. Chào ơi, dâm bụt. Trời ơi, cái này chắc chắn là ngoài không có. Đúng rồi. Chúc mừng nha. Chúc mừng sự chiến thắng của trà hoa dâm bụt và sự cay đắng của trà hoa đang ngồi kia. Ủa anh, sao mọi người đối xử tàn nhẫn nhau gì vậy? Nói vậy thôi chứ tối về tụi anh cũng phòng ai đi ngủ mà. Nhau lắm. Bây giờ mình có 200 ngàn mình ăn thoải mái tại cái dòng sông này. Wow. Ăn đi. Đi thôi em. Để anh. Bây giờ ăn cái gì ngon anh? Ăn gì ngon? Để mình hỏi thăm bà con dân bản ở đây cái. Cao lầu 30 ngàn nha. Nhiều. Hến xào 50 ngàn. Đây mở hến xào ra xem nha. Wow, rất ngon. Đồng Nai. Em nghĩ là phải ăn đi ăn cao lầu đi. Cao lầu đi, có cao lầu không? Ở đây có cao lầu. Cao lầu nè, hến xào nè, thịt chiên nè.
Thôi chỉ có cao lầu hến xào là đủ tiền thôi. Dĩa thịt nướng là có 120 ngàn. Vậy có 200 ngàn. Không có nước bầu. 200 ngàn là bao nhiêu bạn ạ? 4 người. Dạ 4 người là 1 người 50 ngàn đúng không? Thôi đúng. Hết tiền, hết tiền. Lấy tiền là bay này cho khôn luôn. Chứ bà, bay này cho khôn luôn. Chứ bà. Ở đây là có cao lầu 1, là hến xào là 2. Đó cao lầu với thịt nướng. Là 3, đây cao 2 sập là 3 món. Mỗi món bán mình là 10 ngàn. Đi. Mỗi món 10 ngàn mỗi thôi. Mỗi món 10 ngàn thì tụi con được ăn thử ăn lấy gì. Tụi em sẽ diễn hề. Diễn hề cho mấy chị vui. Dạ. Từ bể bụng bầu. Đẹp quá. Thấy dễ tinh tế không? 4 cây để khỏi phải giành giật. Đúng. Ai vì anh muốn cái này là mình như là để cuốn rau nè. Tinh tế chưa? Mời anh. Xin cảm ơn. Thôi Tuấn Nguyên có hoa rồi, tôi khỏi ăn chả giò. Cho tôi miếng tương ớt siêu cay. Trời ơi, đĩa này hay quá. Đây nè, Tuấn ăn thêm cái này đi. Tất cả các loại rau trên bàn cho Tuấn hết đi. Kỳ công á. Thì ăn được hả? Em có thể cho em một miếng nhỏ đi ạ. À? Em cay lắm. Này bí. À cay quá. À cay. Five four là tiếng Anh của tiếng Hội Anh, An. Tiếng Việt là tiếng nào mà five four. Nhớ bữa ba ngày mai xin đừng quên. Miếng gì anh? Không rồi. Miếng gì vậy? Five four. Thì quán này tên là Five Four. À Five Four. Chính là cái tên Hội An luôn. Bằng tiếng Anh. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà hai em biết là Five Four. Tại xưa chị Vân có làm một phim tên là Five Four. Ừ, có nghĩa gì á. Vậy ha. Hoài Phố. Sông ở ngoài đây là sông Hoài. Và cái dãy phố ở dọc hai bên sông Hoài. Five Four là Hoài Phố. Là Hoài Phố. À cái này là hồi nãy nè. Cái này là bánh hoa hồng à. Cái bánh hoa hồng ở trong nó giống giống cái gì? Há cảo hả? Há cảo á. Chết rồi, em tự đi coi em bự quá giờ em không bỏ hồng nè. Ngon ha. Bất ngờ nha. Ngon. Giờ phân tích nè, vì sao cái món này ngon? Nước mắm. Được giòn. Em nghĩ là cái hoa chuối á, cái này nè. Cái này rau rất là tươi và giòn. Nước mắm đặc biệt là không bị ngọt. Tôm với lại mực cũng phải làm sao đó đúng cái độ chín của nó, nó giòn. Mà Quy là người rất thích ăn rau nha. Rồi mấy đứa ăn thịt với tôm đi. Thực ra tại vì nhiều người chưa đi miền Trung rồi. Nhưng mà Hội An, Quảng Nam nhìn anh nè là phải đi nha. Dạ. Đồ ăn nó vừa vặn lắm. Cái gì sao mà anh mới nói vừa vặn mà em đút vô không vừa miệng vậy chứ vậy? Nếu anh đã dọi rồi em xin phép anh Giang. Còn đến cuối cùng. Trời ơi. Mấy đứa miệng xin bớt làm mấy trò đó nha. Những cái trò vậy nên để anh Lâm làm. Trời ơi. Cô Năm ơi, cô Năm còn trang trí nữa hả cô Năm? Trang trí hết lâu quá. Trời ơi. Nó giống cô Năm, cô đó cô Năm hả quên rồi. Hình như hồi nãy mình có cái kêu trà tắc mà cô quên rồi. Hay là cô không có bán cho mình? Có 3 ngàn bán không đủ. Cô làm đơ rồi. Cô làm đơ rồi. Cô Năm thuộc bài hát nào không cô? Cô không thuộc hả? Dạ rồi. Và cuối cùng là anh em nghệ sĩ chúng ta và cùng Lê Ca. Bao nhiêu tiếng cười vui quá. Ở trong qua cô Năm mà. Sao cô Năm luôn vậy? Cô Năm mà sao qua cô Năm rồi. Dạ. Cô Năm hay tụi con mắc cười không? Không vui. Không vui. Hả? Không vui.
Vui hả? Vui hả? Vui hả? Ai vui hả cô? Dạ. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô Năm rất là nhiều nha. Thương cô Năm quá. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô Năm. Cô Năm thẳng thắng à? Không vui. Mắc cừ. Vui với mắc cừ nó khác chứ. Nó chưa ngon quá nè. Vậy tôi là tôi trả tiền nha. Ok. Dạ. Dạ đây, con xin gửi tiền cho cô Nam. Dạ. Cô tính giùm con nãy giờ tổng vị chi, tổng thiệt hại. Hai chục ngàn. Dạ cảm ơn cô Nam rất là nhiều. Dạ mọi người nhớ đến ghét cô Nam nha. Cô Nam rất là thân thiện à. Xong rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ăn chè thôi à, ăn chè thôi à. Mình còn 180 ngàn. Trời ơi. Ủa, sao ăn quá trời, có 20 ngàn vậy? Thì đó. Em nghe bên kia có tiếng sập sinh sập sinh. Vậy mình qua bên đó để cùng hát văn nghệ đi. Bánh xèo. Bánh xèo có bánh, bánh tráng, bánh ướt, thịt xiên nướng với thịt luộc cuốn và bánh xèo cuốn chấm với tương. Ôi ực mời cả nhà. Vô. Cái này làm sao ta? Đây mở một xiên nữa mà mình sẽ lấy cái bánh cuốn này ra. Ồ, cái này gấp đôi này nè. Trời ơi, cải mầm nha mọi người, rau sống nha mọi người, em luôn á, vô nha mọi người, vô lắm nha, một miếng thịt nha mọi người. Ủa em tự anh gói thịt riêng một cái xiên nha mọi người. Ủa vừa thịt vừa xiên luôn hả? Đúng vậy, em tự ăn xiên riêng thịt riêng. Xiên riêng thịt riêng đi. Không, một miếng bánh ướt nha mọi người. Trời ơi quá trời ngon. Ôi ngon quá, hôm nay ăn ngon ghê luôn á. Mọi người là đi tới số này là lúc đầu mọi người còn thương xót đội kia chứ bây giờ là không thương xót gì luôn đúng không? Từ đầu rồi không thương xót rồi, tối về tụi anh ăn ủi thôi. Chấm với cái gì vậy anh Giang? Hai loại, một nước chấm một nước sốt. Nước sốt được không? Ủa sao em cuốn cái cuốn gì nữa? Trời, ba đứa cuốn cuốn gì nhìn chứ? Em bự không anh? Bự mà. Em tâm ý chơi. Kiểu mỏ này phải nương vậy đó. Ở đây nó nhỏ nhỏ xa. Ừ, hồi trưa đó. Hồi trưa cũng ăn hén, bây giờ cũng ăn hén. Rồi mọi người. Em mời mọi người cả nha. Trước khi mà ấy tình sự, đúng rồi cái này cho nó dính. Ớt không anh? Ớt xào Hội An á. Ủa sao nó cay không mà sao em thấy anh xúc luôn vậy? Ớt, nước ăn này lắm luôn á. Nó ngon quá. Nó ngon quá. Em đi miền Trung diễn nhiều lần, chưa bao giờ đã ăn ngon vậy luôn á. Ủa? Tại diễn xong toàn về khách sạn ngủ. Trời ơi. Đúng là chỉ đi 2 ngày 1 đêm mới được trải nghiệm những cái vậy. Thật sự. Hến nhỏ nhỏ ha. Đầu tiên em ăn cái hến nó nhỏ nhỏ vậy anh. Ủa anh, như có một câu hỏi nè anh Giang. Con này rất nhỏ làm sao ta lễ ra được? Người ta mua về nấu sơ, luộc, quậy. Quậy. Cái chín nó sẽ nổi lên. Cái vỏ nó sẽ chìm xuống. Sau đó ta vớt ra để riêng. Nước ra khi lắng thì cái cát với cái vỏ nó chìm xuống dưới thì lấy phần nước đó để bán luôn, để bán kèm theo cái này.